Phước Yên xin chào quý khán giả và bà con cô bác. Hôm nay Phước Yên giới thiệu đến quý khán giả và bà con cô bác đám cưới tại miền Tây. Đặc biệt là trong đám cưới này có chương trình văn nghệ với sự góp mặt của hai cô gái Tây. Phước Yên xin mời quý khán giả và bà con cô bác cùng xem trong video này. Dạ, xin cô tiếng hát của đội song ca rất là nhiều. Chị mời bạn hát thêm.